Tối 13 tháng 9, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã nắm được thông tin có 5 người dân Quảng Trị trong số 15 người bị nhét trong xe đông lạnh từ miền Nam trở về quê và bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận kiểm tra phát hiện. Ông Nam cho hay, đến tối 13 tháng 9, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa nhận được văn bản đề nghị phối hợp đưa người dân về quê từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Thông tin ban đầu chủ yếu nắm qua báo chí, tuy nhiên ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã chỉ đạo văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh này kết nối với văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận để khẩn trương xử lý sự việc tỉnh quảng trị đang xúc tiến phương án để kịp thời đón năm công dân trên về quê Ông Nam khẳng định, quản trị sẵn sàng đón những người dân từ Bình Thuận về quê để đưa vào khu cách ly tập trung theo đúng quy định. Tỉnh sẽ chịu trách nhiệm về y tế, phương tiện, cũng như đảm bảo mọi mặt về an toàn cho những người này, cũng như cộng đồng, kể từ khi được bàn giao từ phía Bình Thuận. Trước đó, như báo Người lao động Thông tin, khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 9, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 1, tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân phát hiện xe đông lạnh biển kiểm soát 51D38214 do Lê Văn Tuấn điều khiển đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức, Hàm Tân có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế mở khóa thùng xe đông lạnh và phát hiện trong thùng xe có đến 15 người, trong đó có một trẻ em. Qua xác minh có 3 người quê ở Nghệ An, 7 người ở Hà Tĩnh và 5 người ở Quảng Trị. Thấy nhiều người đang có dấu hiệu khó thở, tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế xe nông lạnh mở cửa hông và đưa tất cả về chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận ở Tân Đức, Hàm Tân để làm việc. Tài xế Lê Văn Tuấn khai đón 15 người trên của một xe khách chở từ bến xe Long Khánh, Đồng Nai qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận với giá 700.000 đồng một người. Từ lời khai này, trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân lập tức triển khai truy tìm và tạm giữ hai xe 7 chỗ số 1A31027 và 75A17078. Cả hai tài xế xe 7 chỗ đều khai nhận chở 15 người nêu trên từ Đồng Nai về Huế và Quảng Trị. Tại thời điểm kiểm tra, những người này đều có giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính còn hiệu lực.